Tôi di chuyển rồi. Chuyển chỗ luôn bạn. Vừa bán vừa di chuyển rồi đó. Ừ, rất là ok luôn, là không quét đường luôn nè. Đó, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Đó là mình tiếp theo cái video về một trong những cái người sắp tới sẽ rất là hot ở trên cộng đồng mạng các bạn. Đó là bạn Tây Thi. Bên Tây Thi bán gọi là bán bắp. Các bạn bắp nướng mỡ hành, và cái độc đó là có xá xíu rồi các bạn. Nó rất là ngon luôn. Có bán mang đi nữa, bán đông ly nữa các bạn. Nhưng mà có, đặc biệt ở đây có bán chay luôn các bạn, bán món chay luôn. Bắp nướng nhưng mà bắp nướng chay đúng không ạ? Thì ơi, cho miếng mỡ hành giấy tét Thi ơi. Của mình mấy ly? Có 2 ly. 2 ly. Chị nhỏ con đâu rồi? Chị nhỏ con không cảm đây. Dùng nha, bây giờ mọi người chỉ được 2 ly thôi. Chị áo đen nè, chị áo đen giữ xe. Hồi nãy em có đi chung chị này. Giữ xe giùm người ta. À, giữ xe giùm hả? Ừ, ok, giữ xe giùm gì được. Giờ thông cảm giùm nha. Chi kiên nhưng mà giữ xe giùm. Rồi, em cảm ơn nhiều. 4 ly. Thập cẩm hay là bình thường anh? 4 ly bình thường. 4 ly 12 em. Thi. 4 ly. Thôi. Khổ tiền Thi ơi. Hai Thi làm lia lịa luôn, không kịp luôn. 4 ly bình thường. bốn ly 12 mình á. 48.000 đúng không? Ừ. Đó, em đưa cho cái giỏ em sợ bị mất tiền. Đúng rồi đó anh. Bán ngày lại nó bao nhiêu tiền? Bởi vậy, em tính làm thiết kế cho bãi đeo không nè. Tí em thiết kế cho bãi đeo cái không. Của anh 2 ly, của chị kia 2 ly đúng không? Đúng rồi. Của anh này là 3 ly mà cái chị kia cũng giữ xe giùm luôn rồi. Ôi thương quá, khách dễ thương quá trời luôn. Em ơi, cầm tiền giùm chị nha, tí ra chia giùm chị nha. Bỏ cái quà trộn vô. Gặp mãi như luồng xuyên á, đúng không bà Thi? Nè, 2 ly cầm trước đi của em. Còn 2 ly nữa đợi xíu nha. Đúng rồi, nếu mình đứng đây mình mất khách nhiều lắm á. Khách nó mua quen ở bển rồi. Lấy cho nó ra đi. Hai ly rồi, còn 2 ly nữa là xong rồi đó. Tức là cái bạn này không cho quay YouTube ra. Thì hồi giờ là mình bán ra lâu rồi nhưng mà không cho quay đúng không? Dạ, em cũng không làm đúng rồi. Tại vì nói chung là nhiều cái khó nói đó mình. Dạ. Chứ em biết. Chị em sợ số lượng nhiều. Đúng rồi. Con mang nó xuống. À. Tại xin bà đi luôn. Nói thẳng là nhiều lúc em sợ nó làm tiền mình. À. Rồi, thấy rồi. Mình bán được á. Dạ dạ. Ly này là 12 nè anh. Đó. 12 ngàn là có con tép với, đúng rồi, con ruốc với mỡ hành thôi. Một trái nữa là xong nha bác. Dạ. Giờ tới anh này nè. Đúng rồi. 3 ly. Anh 3 ly đúng không? Thập cẩm hay bình thường? Bình thường đúng không? Không kịp tay. Còn gì nè chị? Không kịp tay. 3 ly mà thằng nhóc nhỏ kia đi giữ xe luôn rồi. Đúng rồi.
Nói chung ok các bạn ơi, hiện tại thì rất là nhiều khách luôn, rất là nhiều khách mà bạn ấy, cái địa điểm này là cái hai địa điểm phía bên này với lại ở phía bên đầu đường các bạn, đầu đường phía bên kia nè các bạn ơi, chuyển vào đó khác, trong này thì khách nhiều người chưa biết các bạn, ở ngoài kia thì nhiều người biết nhiều hơn. Cái tên Tây Thi là tên có nhiều người của bạn, nhiều anh chị đặt cho bạn đó, mặt bạn này có cái tên là cô ba nha mọi người đó, thêm mấy bạn đang làm chung với bạn đó, đây có cả là khách nè, khách vô hỗ trợ luôn các bạn. Nếu ví dụ mình đứng đây bán luôn thì sao ta? Khỏi giờ ra ngoài. Tại có nhiều người khách á, người ta không biết á, ta đi người ta không thấy người ta bỏ đi luôn rồi. Em sao? Nói anh nghe. Được đó chị ba. Em tin cái lượng khách của Thi rất là đông. Không tìm được Thi đó, từ từ họ sẽ hỏi, ta sẽ chỉ vô đây. Cũng như con cắt Thi đó, giống như chị cắt Thi. Gieo bảng ngoài. Gieo bảng ngoài chỉ vô. Còn không á, như cách nói giùm em. Đúng rồi, nói giùm em tí. Tùy do thôi, em bé thôi chứ. Giờ mình thử bấm một ngày đây coi sao Thi. Không thấy chị ba là lại mua béo hay là đen lên xanh đỏ đó. Thử một ngày Thi ở đây đi, em thấy không sao? Khách nó vô quá chờ luôn kìa, cứ thấy em không? Muốn làm sao bán ở đây không có được thì ok, thì em ý em tại em làm chủ em bán không bán thôi. Chỗ này trước cái câu lạc bộ thể hình, trước câu lạc bộ thể hình rồi, cái chỗ khách quen như xưa giờ mà sao mà không bỏ được. Quay nè, xong, cảm ơn nhiều nha. Ba ly bình thường khối tiền luôn. Ba ly bình thường. Ba ly bình thường đi hai người. Nói chung là cái địa chỉ mà quen thuộc của bạn bán là ở ngoài đầu đường các bạn, nhưng ở chỗ này thì nó tiện hơn với lại là thấy có thể khẳng định là ở cái thời gian sắp tới các bạn, trong thời gian sắp tới thì cái chỗ này sẽ rất là náo nhiệt luôn, như giống như là cái ở bên bánh tráng trộn của cá Thi các bạn, đông khủng khiếp luôn. Ở trên đó, ở bên đó thì có cái mặt bằng gần nhà với lại cái khu đất trống các bạn, còn ở khu vực này thì nói chung là khu dân cư với lại là ở vỉa hè, cho nên mình nghĩ là nó không có đông như vậy đâu, không đông đến mức đó, nhưng mà cái mức độ hot và lều lan truyền nó sẽ trong thời gian tới sẽ khá là nhanh đấy các bạn. Trong thời gian trước đó thì bạn Tây Thi này là không muốn va chạm, cho nên là không có cho YouTube đến quay, nhưng mà thời điểm này thì đã cho YouTube sẽ quay rồi, và sắp tới là sẽ rất là nổi tiếng. Di chuyển rồi, di chuyển rồi, chuyển chỗ luôn bạn. Vừa bán vừa di chuyển rồi đó. Rất là ok luôn, là không quét đường luôn nè. Các bạn vừa bán vừa lo lắng chuyển địa điểm, các bạn có hai địa điểm luôn, vừa kia có khách quen nhiều á.
Các bạn đang di chuyển ra phía bên ngoài, phía ngay chỗ cái giao nhau đèn xanh đèn đỏ giữa cái đường Phan Văn Trị. Ai đây lê lệ luôn ạ. Vừa lo lắng rồi mà chuyển đi, nói chung là mồ hôi mồ kê đổ nhỏ nhãi luôn ạ. Có 2-3 bạn phụ thôi, 2-3 bạn phụ à. Đó, bây giờ các bạn gom đồ chuyển vào phía bên kia. Mình nhắc lại là ở khu vực này thì bạn Tây Thi này khá là, bây giờ hiện tại khá là nổi ở trên cộng đồng mạng về cái món gọi là tay bắp nướng các bạn, bắp nướng mỡ hành. Bắp nướng mỡ hành hay là bắp nướng có cái phần gọi là sát xíu nữa. Không có mới mà. Rất là độc đáo luôn. Ngon cực kỳ luôn. 12 cho em nhớ nè. K và 17. Nhớ chị áo đen đi. Rồi mấy chị trước đây giữ xe đi. Rồi lát rồi em đem bắp em đi lại cho từng người. À. Hiểu không? Hai chị ha. Cứ đứng ở trên xe ngồi trên đây đi. Lát rồi em chớ mặt hết trơn. Rồi em phải cầm bắp đồng bắp đem ra đây cho anh chị. Có hai cái địa điểm cho nên là cũng hơi khó cho mấy bạn á. Dạ. Không, giờ di chuyển nha. Đây là một trên một cái xe các bạn, một cái xe thôi. Bạn thực ra là hiện tại các bạn có cũng rất là e ngại các bạn, e ngại rất là ngại luôn. Mình cảm thấy là rất là e ngại. Chỉ có một YouTuber là được bạn ấy giống như mời các bạn. Đó là đông các bạn. Giờ thấy. Bây giờ chuyển đi kìa. Ba bạn mồ hôi một kể ngã luôn. Mà cái giá này một số bạn có comment trên cái